Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Người tình trở lại diện một thời, nhan sắc tổng tài xuống dốc, lộ bụng bia, giờ nhận cái kết đắng vì bàn tay hư. Trương Hàn từng là cái tên đình đám, nhờ những vai diễn tổng tài trên màn ảnh nhỏ, nhưng sự nghiệp của anh lại ngày càng xuống dốc, vẻ ngoài khó đỡ của nam thần trong một bộ phim cũng khiến người xem lắc đầu ngao ngán. Trương Hàn từng là sao nam được người hâm mộ và cả truyền thông săn đón nhiệt tình. Năm 2010, anh vụt sáng khi nhận lời mời vào vai nam chính trong bộ phim truyền hình Cùng ngắm mưa sao băng được Trung Quốc chuyển thể từ bộ truyện tranh Con nhà giàu của Nhật Bản. Sau đó anh cùng nữ chính chuyển sang nhanh chóng phim Dạ tình thật, khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Năm 2014, cả hai chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Cũng trong năm 2014, Trương Hàn trở thành cái tên gây sốt toàn châu Á nhờ thành công của bộ phim Sam Sam đến rồi. Hình tượng tổng tài phong đằng, điển trai, bá đạo của Trương Hàn khiến nhiều khán giả mê như điếu đổ. Nhiều người xem còn tích cực đậy thuyền Trương Hàn với những người tình màn ảnh Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh lên như diều gặp gió thì người tình cũ Trương Hàn lại long đong lận đận. Anh chàng cũng có những màn xuất hiện hú hồn trên màn ảnh khiến công chúng sốc toàn tập. Nhan sắc tụt dốc, phim nhận kết đắng. Các quỷ ông khu Đông Bát được Trương Hàn tiết lộ đã thai nghén trong suốt 10 năm. Anh đã bắt viết kịch bản này vào năm 2012, sau đó phải dừng lại do mất nguồn cảm hứng sáng tác. Đến năm 2015, dự án được tiếp tục và có thời lượng 30 tập. Trương Hàn đã đảm nhận cả vị trí nhà đầu tư, biên kịch và đóng nam chính. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của Độc Ngữ và ba người bạn, từ khi còn học đại học tới khi đã thành đạt trong cuộc sống. Họ có nghề nghiệp tốt sau khi ra trường nhưng đều gặp phải các vấn đề đau đầu liên quan đến tình yêu, sự nghiệp. Sau khi lên sóng vào đầu tháng 9, các quỷ ông khu Đông Bát. Sau khi lên sóng vào đầu tháng 9, các quỷ ông khu Đông Bát bị chấm 2,1 trên 10 điểm chất lượng trên các trang đánh giá Douban. Điều đầu tiên khiến khán giả thất vọng chính là nhan sắc tụt dốc không phanh của Trương Hàn. Nhiều khán giả nhận định Trương Hàn đã ở ngưỡng U40, không còn phù hợp với những vai nam thần thuộc dòng phim thần tượng. Vẻ ngoài già dặn, thiếu sức sống, biểu cảm đờ cứng của Trương Hàn thường xuyên bị khán giả đưa ra chế giễu. Còn chị anh cơ sừng làm nghe quá kiên cưỡng. Chưa hết, phim thu về hàng loạt chỉ trích trên mạng xã hội bởi tình tiết lố lăng, phản cảm, lời thoại xem thường, miệng mai phụ nữ được thể hiện dưới góc nhìn hạn hẹp, nhà trưởng của đàn ông. Nam chính 37 tuổi còn trở thành tâm điểm gạch đá của khán giả khi có hành động đụng chạm vòng một của bạn diễn Vương Hiệu Thần ở Quý Ông, khu Đông Bát. Theo đó, trong cảnh quay Hiệu Thần bị trượt chân ngã, Trương Hàn nhanh chóng đỡ từ phía sau, nhưng tay anh lại chạm vào điểm nhạy cảm của bạn diễn. Chưa kể góc máy cận, hiệu ứng làm chậm càng khiến khán. Chưa kể góc máy cận, hiệu ứng làm chậm càng khiến cảnh phim này thêm phản cảm. Ngoài ra, chi tiết Trương Hàn bị bạn gái ngồi lên đùi lúc ở bàn ăn, đôi tay đụng chạm cũng bị đánh giá là dung tục, phản cảm, không phù hợp. Sau loạt tranh cãi vào những ngày cuối tháng 9, Sina đưa tin các quỷ ông khu Đông Bát nhận kết đắng, bị gỡ khỏi nền tảng chiếu phim trực tuyến, hiện tại chỉ còn hiển thị vài video ngắn. Xuất hiện với kiểu trang điểm xấu lạ. Trước đó trong bộ phim Sơn Hải Kinh truyền thuyết xích ảnh, Trương Hàn đảm nhận hai vai cùng lúc, xích vụ vương tử của Thành Khấu Quốc, đứng đầu chú tước thất túc và Tâm Nguyệt Hồ, một nhân vật thần bí trong Thanh Long Thất Túc. Cả hai nhân vật có tính cách đối lập nhau hoàn toàn, Sích Vũ đôi lúc ấm áp, đôi lúc lạnh lùng nhưng lại là một người trọng tình nghĩa, trong khi đó Lâm Nguyệt Hồ lại là một người cô độc và tuyệt vọng. Tạo hình Tâm Nguyệt Hồ của Trương Hàn khó đợi tới mức khiến người xem phải nhận xét là xấu lạ. Anh chàng được trang điểm mắt khói và mặc quần áo có chất liệu bóng hoặc lông dày rườm rà. Những lúc bức ảnh Tâm Nguyệt Hồ được đoàn phim chỉnh sửa kỹ càng rồi mới tung lên quảng bá cho Sơn Hải Kinh, truyền thuyết xích ảnh nhưng vẫn bị cư dân mạng chê tới tấp. Sơn Hải Kinh truyền thuyết xích ảnh thuộc thể loại cổ trang thần thoại giả tưởng, được xây dựng từ bộ diễn tác ghi chép chuyện thần thoại Sơn Hải Kinh, phim xoay quanh câu chuyện tình yêu tay ba đầy trắc trở nơi thượng giới. Sích Vũ và Tâm Nguyệt Hồ đều đồng thời yêu huyền nữ chu tước Tô Mạt của Lực Na Chát, một cô gái bình thường xinh xắn ở ao đào hoa, nhưng cả ba đều có số phận trớ trêu. Trong khi đó, bạn thân của Tô Mạt, huyền nữ Thanh Long Phủ Nhi Nam Yên Oánh, từ một cô gái đơn thuần trở nên đầy thủ đoạn độc ác và xem Tô Mạt như kẻ thù không đội trời chung. Bộ phim không chỉ bị chê về tạo hình mà còn vướng tranh cãi đạo nội dung của quyển manga nổi tiếng, cuốn sách kỳ bí và lời thoại cóp nhặt từ Naruto. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.